Đất nước ta đang thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển, kết hợp với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tài nguyên môi trường biển, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Cùng với đó, hiện nay thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông, tiềm ẩn những nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều tình huống mới. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, đầu tư, bảo đảm nhân lực, vật lực và tài lực để xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, tập trung xây dựng con người đủ phẩm chất, năng lực, trình độ kiến thức, đặc biệt là kiến thức về pháp luật, kiến thức về quan hệ quốc tế để làm nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Đó là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết. Giải pháp quan trọng, cơ bản hàng đầu để có đội ngũ cán bộ cảnh sát biển có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Trước hết, phải tập trung phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, từ Bộ Tư lệnh tới các hải đội. Hàng năm, bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tế hoạt động của lực lượng. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, phát huy tốt vai trò của cơ quan các cấp trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến xây dựng lực lượng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách sát đúng với nhu cầu thực tế và dự báo xu hướng phát triển của lực lượng trong những năm tiếp theo, nhất là những ngành, lĩnh vực có tính nghiệp vụ chuyên sâu cao. Đây là một trong những cơ sở, căn cứ, tiếng nói quan trọng để Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng lực lượng cảnh sát biển trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi tập trung bồi dưỡng những kiến thức chuyên ngành cảnh sát biển mà ở các học viện, nhà trường thì chưa đào tạo, đi sâu vào những kiến thức, kinh nghiệm, công tác nghiệp vụ, rồi kiến thức hàng hải cho cán bộ để đảm bảo cho cán bộ có những kiến thức toàn diện và phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của cảnh sát biển Việt Nam. Những chuyên ngành mà chúng tôi chưa được bồi dưỡng, chưa có khả năng bồi dưỡng, đào tạo thì chúng tôi sẽ phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội để đào tạo bồi dưỡng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan vị, tổ chức tự bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhất là truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng công tác, rồi phát huy tính tích cực, tự giác, nghiên cứu, tự học tập của cán bộ, nhất là nâng cao cái trình độ ngoại ngữ, rồi công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 là lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, có nhiệm vụ trực tiếp thu thập thông tin và tiến hành đấu tranh, truy bắt các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn 6 tỉnh ven biển phía Bắc. Địa bàn hoạt động rộng, trải dài, tội phạm ma túy hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động hết sức manh động, hùng hãn, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, tấn công, chống trả khi bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ, nên công tác đấu tranh luôn khó khăn, phức tạp và nguy hiểm. Trước tình hình đó, đoàn đã tập trung xây dựng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp phá án, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm và linh hoạt trong xử lý các tình huống. Là người lính cảnh sát biển Việt Nam, vững vàng, dũng cảm, sắc bén trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, theo 4 tiêu chí, tinh thông nghiệp vụ, giỏi võ thuật, khỏe thể chất và lành mạnh về đạo đức lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tội phạm ma túy là một loại tội phạm hết sức nguy hiểm và manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại cơ quan chức năng. Do vậy, công tác huấn luyện võ thuật của đơn vị là một nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng nhằm để nâng cao sức khỏe, rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như là bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên biển. Thì ngoài những cái giờ luyện tập võ thuật của đơn vị tổ chức, thì ngoài những giờ nghỉ ngày nghỉ, chúng tôi còn tổ chức luyện tập và từng cá nhân để tập luyện thêm để nâng cao trình độ về võ thuật cũng như là rèn luyện sức khỏe bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết, dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm. Còn với bà con ngư dân thì không ngại khó khăn gian khổ, sóng to gió lớn,
Mỗi khi nhận được thông tin người dân cần giúp đỡ hay cứu hộ cứu nạn, thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển lại lên đường. Những chuyến đi vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, thể hiện nghĩa tình với bà con nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu biểu như sự việc sáng ngày 23 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 2 điều động tàu CSB-4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, cứu nạn ngư dân trên tàu cá NQG-96237-TS gặp nạn ở phía nam đảo Lý Sơn, 5 hải lý. Tình trạng tàu cá khi đó bị phá, nước vào tàu, máy hỏng, mất khả năng cơ động. Trên tàu có 9 thuyền viên do Mai Văn Lý, sinh năm 1977, quê An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Việc cứu giúp ngư dân một cách kịp thời đã thể hiện tinh thần, ý chí, quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, không quản khó khăn, gian khổ, quyết tâm bảo vệ tính mạng của nhân dân. Với cái điều kiện tình hình thời tiết khu vực là diễn biến là rất là phức tạp, nên là chúng tôi là xác định rõ cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim. Qua đó thì tàu cũng đã thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt, tổ chức huấn luyện các cái nội dung cơ bản để cho cán bộ chiến sĩ nắm hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, trang bị, đảm bảo tốt về mặt kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện và đảm bảo máy móc là thực hiện được ngay khi có lệnh. Tàu Cảnh sát Biển 8020, Hải đoàn 32 thường xuyên phải thực hiện những hải trình dài ngày trên biển, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển. Có những chuyến hải trình kéo dài hơn một tháng trên biển, xa đất liền, xa gia đình. Điều kiện sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn, vất vả. Song, với tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào, cán bộ chiến sĩ trên tàu Cảnh sát Biển 8020 trong mọi hoàn cảnh luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, giông gió, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Mặc dù xa gia đình, xa người thân, nhưng tinh thần của các chiến sĩ rất vui vẻ, quyết tâm. Bởi ngoài sự động viên từ gia đình ở hậu phương, bên các anh luôn có hơi ấm của tình đồng đội và niềm tin yêu của nhân dân cả nước trao gửi. Khi nhận được nhiệm vụ trên giao, Đảng ủy Chỉ huy Hải đoàn tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trên tàu nắm được nội dung nhiệm vụ của mình, từ đó để xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên mỗi chuyến công tác, đồng thời giáo dục cho cán bộ chiến sĩ biết được nội dung chính của con tàu là chuẩn bị làm tốt công tác đi biển và thực hiện tốt nhiệm vụ trong chuyến đi biển, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ trên tàu ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, vượt qua sóng gió, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chuyến đi biển. Trải qua gian lao vất vả, sóng gió, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Biển ngày thêm trưởng thành, góp phần xây dựng lực lượng, thể hiện rõ vai trò lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì thực thi pháp luật trên biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển đảo, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.